Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin mới Hồng Kông bắt hàng trăm người sinh viên rút gấp về nước. Và trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều, đó là những hình ảnh tại Hồng Kông xảy ra hàng nhiều tháng nay những vụ biểu tình liên tục và cao điểm nhất là trong thời gian này tại trường Đại học Bách khoa ở Hồng Kông đã diễn ra những cuộc biểu tình và chống lại uh, cảnh sát với việc uh, sinh viên ở đây và những người ở Hồng Kông, họ mong muốn rằng được sống trong một thế giới tự do. Và hôm nay tình hình tại Hồng Kông vẫn tiếp tục căng thẳng, quốc tế đã lên tiếng và yêu cầu Trung Quốc phải giữ cam kết để đảm bảo quyền tự do cho người dân Hồng Kông. Và đây là hình ảnh của báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về những cái việc như vậy. Mỹ, Trung Quốc phải giữ cam kết về các quyền tự do cho Hồng Kông. Đây là hình ảnh ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo phát biểu về vấn đề Hồng Kông tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm 18 tháng 11 năm 2019. Hoa Kỳ hết sức quan ngại về tình hình bất ổn chính trị và bạo động ngày càng nghiêm trọng tại Hồng Kông. Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo tuyên bố vào hôm 18 tháng 11 và kêu gọi chính quyền Hồng Kông có biện pháp rõ ràng giải quyết quan ngại của quân công chúng tại Hồng Kông. Và Mỹ cũng yêu cầu Hồng Kông giải quyết những điều mà người dân Hồng Kông yêu cầu và trong biện pháp hòa bình. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình thăm Hồng Kông vào hồi tháng 6 năm 2017. Ông Pompeo cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tôn trọng cam kết của mình đối với người dân Hồng Kông về các quyền tự do. Ông nói chính quyền Hồng Kông có trách nhiệm chính phải mang lại bình yên cho Hồng Kông. Ông Pompeo nói thêm tiếp, bất ổn và bạo động không thể giải quyết chỉ bằng cách nỗ lực thực thi pháp luật chính quyền phải có các bước và rõ ràng giải quyết quan ngại của công chúng và những quan ngại là gì thì công chúng là và những sinh viên ở đây họ đã nêu ra đó là tự do dân chủ phải được đảm bảo cho hồng kông và bất ổn ở hồng kông là một thách thức rất lớn đối với chủ tịch trung quốc uh, tập cảnh bình người đang có tham vọng bá quyền trên thế giới đây là hình ảnh sinh viên và người biểu tình vừa rút đi khỏi đại học bách khoa hồng kông Người biểu tình Hồng Kông phẫn nộ về điều mà họ xem là sự can thiệp của Trung Quốc vào các quyền tự do được hứa hẹn của Hồng Kông khi lãnh thổ này được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Người biểu tình nói họ đang đáp lại việc cảnh sát dùng bạo lực thái quá. Bất ổn Hồng Kông có thể đề ra thách thức lớn cho chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. Bắc Kinh nói không can thiệp vào chuyện nội bộ của Hồng Kông và quy trách nhiệm cho các nước phương Tây đã khuấy động cái bất ổn này. và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã ra tuyên bố trước đó rất chi tiết về tình hình Hồng Kông như sau. Đây là hình viên đạn uh, cao su được cảnh sát Hồng Kông dùng để bắn người biểu tình, nó cũng khá to, uh, có thể không gây chết người nhưng rất đau đớn. Trước đó vào ngày 11 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về Hồng Kông. Hoa Kỳ đang quan sát tình hình ở Hồng Kông với sự lo lắng cao độ. Chúng tôi lên án bạo lực ở mọi phía, bày tỏ thông cảm với các nạn nhân bạo lực dù quan điểm chính trị của họ ra sao và kêu gọi mọi phía cả cảnh sát và người biểu tình hãy kiềm chế. Chúng tôi lặp lại yêu cầu của Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết nhân văn cho các vụ biểu tình ở đây. Sự chia rẽ và gia tăng xã hội cho Hồng Kông cho thấy nhu cầu có đối thoại rộng lớn và thành, thành thật giữa chính phủ và người biểu tình và công dân nói chung. Hoa Kỳ thúc giục chính phủ Hồng Kông xây dựng đối thoại với công chúng Hồng Kông, bắt đầu nỗ lực để giải quyết các quan ngại đằng sau dẫn tới biểu tình. Chúng tôi cũng thúc giục người biểu tình hãy hồi đáp nỗ lực đối thoại. Hoa Kỳ tin rằng sự tự trị của Hồng Kông, sự trung thành với pháp trị và cam kết bảo vệ tự do dân sự là chìa khóa giúp cho duy trì vị trí đặc biệt của nơi này theo luật Mỹ, cũng như cho thành công của một quốc gia hai hệ thống và sự ổn định tương lai và phồn thịnh của Hồng Kông. Chúng tôi thúc giục Bắc Kinh tôn trọng cam kết trong tuyên bố Trung Anh, Trung Quốc, trong đó cam kết Hồng Kông sẽ hưởng mức độ tự trị cao và rằng nhân dân Hồng Kông sẽ tận hưởng nhân quyền, tự do biểu đạt và tụ hội hòa bình, những giá trị cốt lõi mà chúng tôi chia sẻ với Hồng Kông. Đây là phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra trước đó. Và Trung Quốc lại quay lại cáo buộc chính phủ Anh đã can thiệp vào những bất ổn tại Hồng Kông. Và đây là hình đại sứ ở Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh. Đại sứ Trung Quốc cáo buộc chính phủ Anh về phe biểu tình của Hồng Kông. Đại sứ Lưu Hữu Minh nói chính phủ Anh đã can thiệp vào nội tình Hồng Kông tại cuộc họp báo ở London. Đại sứ Trung Quốc cáo buộc Anh đứng về phe biểu tình ở Hồng Kông. Ông Lưu Hữu Minh nói chính phủ Anh đã can thiệp vào nội tình Hồng Kông và London đã phê phán cảnh sát Hồng Kông. Họ tỏ ra cân bằng nhưng thực sự là đứng về một phía. Bộ ngoại giao Anh ra thông báo nói chính phủ Anh lo ngại về căng thẳng leo thang ở Hồng Kông bởi bạo lực từ hai phía, người biểu tình và chính quyền Hồng Kông. Và cũng trong lúc này các bạn cũng đã chứng kiến việc Việt Nam và các nước khác đã phải khẩn cấp rút sinh viên trở về vì lo ngại bùng phát bạo lực tại các trường đại học của Hồng Kông và có thể dẫn đến thiệt mạng những sinh viên này. Và đây là bản tin của Bảo hộ công dân liên quan đến diễn biến tình hình tại Hồng Kông được Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi vào hôm 18 tháng 11 năm 2019 tức là hôm qua. Để gần lại chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đây là bản thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam về tình hình bất ổn ở đây hỗ trợ sinh viên Việt Nam về nước. Ngày 16 tháng 11, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông đã cử đại diện đến hỗ trợ sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Trung Văn Hồng Kông ra sân bay về nước. Trường Đại học Trung Văn Hồng Kông, một trong những trường đại học danh tiếng tại Hồng Kông, đã trở thành địa điểm người biểu tình tụ tập, gây mất trật tự an ninh trong vòng và... 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 vài ngày qua, đây là thông báo của uh... của sứ quán của thông tin báo trong nước. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, trường đã tuyên bố sớm kết thúc kỳ 1 niên khóa 2019 2020 từ ngày 31 tháng 11, từ ngày 13 tháng 11, sinh viên tạm thời về nghỉ và sẽ quay trở lại trường bắt đầu học từ học kỳ 2 vào tháng 6, vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 180.000 sinh viên nước ngoài theo học ở Hồng Kông, trong đó Việt Nam có khoảng 50 sinh viên. Riêng tại trường đại học Trung Văn, có 5 sinh viên Việt Nam theo học ở các bậc đại học và sau đại học. Và nơi đang xảy ra căng thẳng đó là trường Bách Khoa tại Hồng Kông. Và đây là sơ đồ khu vực trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông mà chúng ta có thể để gần lại xem sẽ rất rõ. Lý tưởng của Đại học Bách Khoa Hồng Kông Trang web của Đại học Bách Khoa Hồng Kông dùng câu kinh dịch như sau Khai vật thành vụ lệ học lợi dân làm khẩu hiệu của trường Xây dựng trên nền tảng trường thương mại Hương Cảng vào năm 1937 đây là cơ sở giáo dục trên cấp phổ thông đầu tiên có ngân khoản từ công quỹ. Sau Thế chiến thứ hai, từ năm 1947, trường được nâng cấp thành Học viện Kỹ thuật Hồng Kông và từ năm 1956 nhận được tiền hiến tặng 1 triệu đô từ Hội Kỹ nghệ Trung Hoa. Sau đó, chính phủ Hồng Kông cho xây dựng cơ sở mới ở địa điểm mới. Trường khai trương chính thức ở địa điểm này vào năm 1957. Trong buổi lễ do Sir Alexander Graham, thống đốc Hồng Kông khi đó, chủ trì. Từ năm 1972, trường có tên là Bách Khoa Hồng Kông và từ năm 1994 có tên là Đại học Bách Khoa Tổng hợp Hồng Kông, viết tắt là PL, PLU. Và hiện nay, cảnh sát vẫn đang tiếp tục bao vây và mở đợt tấn công lớn vào trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông này đã khiến tình hình ở đây ngày càng trở nên dối ren và rất nhiều thương tích đã diễn ra. Và đây là hình ảnh nhiều người uh, thanh niên trẻ đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ và phải quỳ trên vỉa hè đối diện với bức tường gần trường đại học với hai tay bị trói ra sau lưng sau nhiều giờ đồng hồ. Nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ đây là những cái thanh niên rất trẻ của Hồng Kông gồm có cả, cả nam và nữ. Người biểu tình đu dây trốn thoát. Một số người biểu tình đã trốn thoát khỏi khuôn viên trường đại học Bách Khoa Hồng Kông vốn vẫn bị cảnh sát bao vây bằng cách đu dây từ cầu xuống đường và được nhiều lái xe người lái xe máy đến đón đi. Khoảng 100 người khác cố gắng rời để khỏi Đại học Hồng Kông, Bách Khoa Hồng Kông đã đối diện với đạn cay, đạn cao su và một số đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết có 116 người bị thương trong vụ bạo loạn, bạo lực vào hôm thứ Hai vừa qua. Khoảng 100-200 đến 200 người biểu tình vẫn cố thủ trong một trường đại học ở Hồng Kông bị cảnh sát đang bao vây tiếp tục. Những người biểu tình bên trong Đại học Bách Khoa được cho là đang thiếu thực phẩm và nước uống và căng thẳng bước sang ngày thứ ba, hồng kông cũng đã uh, cũng bị trung quốc ép anh phải trả lại uh, cho trung quốc đại lục từ lâu mà không có thỏa thuận nào về dân chủ nhân quyền được đặt ra khi đó và đây là những thông tin mà chúng ta có thể xem xét lại lịch sử của hồng kông khi đó như ra sao anh đã bị ép phải trả hồng kông như thế nào lịch sử anh anh chung về Hồng Kông. Quan điểm của chính phủ Anh từ năm 1979 là đảm bảo tự trị cho Hồng Kông và biến hợp đồng thuê đất ở tân giới sau hết hạn 1997 thành thuê vĩnh viễn. Anh có thể trả chủ quyền cho Hồng Kông, cho Trung Quốc nhưng vẫn giữ các quyền quản trị để đảm bảo ổn định cho nhà đầu tư và nền kinh tế tại Hồng Kông. Tháng 2 năm 1982, cựu Thủ tướng Anh uh, thăm Trung Quốc và được nghe từ chính lời Đặng Tử Bình rằng Trung Quốc chấp nhận để Hồng Kông có quy chế đặc khu hành chính, nhưng Bắc Kinh phải nắm chủ quyền. Có vẻ như điểm gặp nhau của hai bên là sự tồn tại của nền kinh tế đặc thù đem lại thịnh vượng cho Hồng Kông theo hình thức quản trị của Anh Quốc. Cuộc đàm phán mật đó đến năm 1984 xoay quanh ba khái niệm chủ quyền, ổn định và thịnh vượng. Các giá trị như dân chủ và nhân quyền cho người Hồng Kông không hề được nêu ra. Tháng 9 năm 1982, bà Thatcher trở thành thủ tướng Anh đầu tiên thăm Trung Quốc và Cộng sản và hai bên thảo luận mà chưa có quyết định về Hồng Kông nhưng điều và cảm nhận là thái độ cứng rắn của các lãnh đạo Trung Quốc lúc đó. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1982, ông Trụ Tử Dương tiếp bà Thatcher tại Đại học Lễ Đường Nhân dân và cho biết Bắc Kinh đặt chủ quyền liên quan lên thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông. Ngày hôm sau, lãnh tụ Đảng Tiểu Bình tiếp bà Thatcher và nói mạnh hơn cho anh 1-2 năm để suy nghĩ. Trung Quốc nói muộn hơn đó họ sẽ công bố biện pháp thu hồi lại Hồng Kông. Không chỉ có vậy, như bà Thatcher tiết lộ trong hồi ký của mình vào năm 1993 đặng sẽ đe dọa trực tiếp bằng câu nói: "Chúng tôi có thể đưa quân bước sang Hồng Kông ngay tối hôm nay nếu muốn." Bà Đầm Thép kể lại rằng bà điểm tính trả lời: "Nếu đó là ý định của ngài thì tôi cũng không làm gì được, nhưng đấy cũng là sự sụp đổ của Hồng Kông." Bà Thatcher nói thêm Thế giới sẽ thấy việc chuyển từ quyền lãnh đạo của anh sang Trung Quốc là như thế nào. Và quả thật cho hiện thời điểm này các bạn đã thấy điều đó đang bắt đầu diễn ra với việc người dân Hồng Kông không mong muốn sống trong một thể chế cộng sản như vậy. Và những hình ảnh bất ổn tại Hồng Kông trong suốt thời gian vừa qua đã cho thấy khi người dân đã và đang sống tại một thể chế dân chủ, tự do và giàu mạnh thì họ không thể chấp nhận rơi vào hoàn cảnh phải sống trong một nhà nước độc tài, độc đảng do chủ nghĩa Cộng sản cầm quyền. Sự đấu tranh giành tự do này sẽ còn diễn ra liên tục và không ngừng nghỉ khắp nơi trên thế giới và ngay cả trên quê hương Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết cũng như bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.